áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các con, chào mừng các con đến với khóa học chấm việt rách.com. Vậy là cô trò mình đã đi được một hành trình khá là dài rồi đấy. Trong bài giảng trước chúng ta được ôn tập về các đơn vị đo, khối lượng và độ dài đúng không nào? Vậy thì đến với bài giảng ngày hôm nay, hãy cùng cô tiếp tục ôn tập về đơn vị đo diện tích nhé. Cụ thể chúng ta sẽ đi vào hai nội dung chính ạ. Thứ nhất là nhớ lại cho cô về bảng đơn vị đo diện tích. Và thứ hai đó là vận dụng làm cho cô một số bài tập. Cụ thể chúng ta có bảng đơn vị đo diện tích như sau. Ở đây chúng ta đã được học những đơn vị đo diện tích gì ạ? À, ở đây cô đã chia ra làm 3 phần đúng không nào? Thứ nhất là đơn vị đo diện tích là mét vuông ạ. Và phần thứ hai đó là các đơn vị đo diện tích lớn hơn mét vuông và các đơn vị đo diện tích bé hơn mét vuông. Lớn hơn mét vuông, chúng ta được học đơn vị đo gì ạ? Km vuông, hectare mét vuông, đề ca mét vuông đúng không nào? Bé hơn mét vuông thì chúng ta được học đề xi mét vuông, cm vuông và mm vuông. Nhưng mà chúng ta nhớ cho cô nhé, đấy là cái đơn vị đo diện tích này ạ, chúng ta có một điều rất là đặc biệt đấy. Chúng ta có 1 hectare mét vuông, nó chính bằng 1 hectare đấy ạ. Nhớ cho cô cái này nhá, đây là điều đặc biệt của đơn vị hectare mét vuông. Và mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích này như thế nào với nhau ạ? Các con có còn nhớ không ạ? Là gì nhỉ? À đúng rồi đấy. Chúng ta có cứ hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau thì đơn vị lớn sẽ gấp 100 lần đơn vị bé. Và đơn vị bé sẽ bằng 1 phần 100 đơn vị lớn. Các bạn nhớ cho cô nhé. Vậy thì tương tự như bảng đơn vị đo độ dài hay là đơn vị đo khối lượng thì chúng ta cũng sẽ có mối quan hệ như sau. Muốn đổi đơn vị đo từ km vuông sang hectare, cô xin lỗi, muốn đổi đơn vị đo từ km vuông sang hectare mét vuông, chúng ta thực hiện phép tính gì ạ? Nhân với 100 đúng không nào? Khi chúng ta nhớ được cái cầu nối giữa các đơn vị đo như thế này thì việc đổi các đơn vị đo diện tích sẽ trở nên rất là đơn giản của chúng ta đấy. Cứ tương tự như thế thì chúng ta sẽ có như sau ạ. Vậy thì chúng ta biết từ km vuông sang hectare mét vuông chúng ta cần nhân với 100. Từ hectare mét vuông sang đề ca mét vuông cũng là nhân với 100. Vậy thì từ km vuông sang đề ca mét vuông chúng ta nhân với bao nhiêu ạ? Nhân với 10.000 đúng không nào? Và tương tự như vậy từ km vuông sang mét vuông thì nhân với 1 triệu. Nhớ cho cô nhé. Và nhớ cho cô này, chúng ta có mỗi đơn vị đo diện tích bé sẽ bằng 1 phần 100 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Nhớ cho cô điều đấy nhé. Vậy tức là gì ạ? À, theo chiều ngược lại thì sẽ là nhân với 1 phần 100 đúng không nào? Cứ như thế ạ. Vậy là qua đây thì chúng ta đã nhớ được bảng đơn vị đo diện tích này và mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích với nhau rồi đúng không nào? Bây giờ hãy áp dụng mối quan hệ này để làm cho cô một số bài tập vận dụng nhé. Cô có bài tập 1 như sau, các con cùng quan sát lên màn hình ạ. Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm. Viết các số thích hợp vào chỗ chấm ạ. Ở đây cô có 6 ý, các bạn cùng quan sát thật kỹ nhé. Trước tiên này, hãy cùng dừng màn hình lại, sử dụng mối quan hệ đơn vị đo diện tích mà chúng ta vừa được nhớ lại để làm cho cô bài tập 1 vào trong vở. Sau đó hãy cùng nhấn vào màn hình để mở ra và xem tiếp tục xem là cái phần kết quả cũng như phần hướng dẫn của cô là gì, để biết được bài làm của mình đúng hay sai đúng không nào. Cô có ý thứ nhất như sau. 5 cm vuông bằng bao nhiêu mm vuông ạ? Nhớ cho cô này, đơn vị lớn hơn sẽ gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền đúng không nào? Vậy thì cm vuông thì sẽ đến mm vuông. Từ cm vuông sang mm vuông chúng ta thực hiện nhân với bao nhiêu ạ? 100 đúng không nào? 5 x 100 chính bằng 500, vậy số cần điền ở đây sẽ là 500 đấy ạ. Vậy từ mét vuông sang cm vuông thì sao ạ?
Nhớ nhá, mét vuông, decimét vuông rồi mới đến cm vuông. Vậy là nhân với 100, nhân với 100, tức là nhân với 10.000. 8 nhân với 10.000 sẽ bằng 80.000. Số cần điền ở đây sẽ là 80.000 ạ. À. 15 mét vuông bằng bao nhiêu decimét vuông ạ? Dễ rồi đúng không nào? Từ mét vuông sang decimét vuông là nhân với 100. 15 nhân với 100 sẽ bằng 1.500. Số cần điền là 1.500 ạ. Từ km vuông sang mét vuông ạ? Là gì ạ? À, nhân với 1 triệu đúng không nào? 16 nhân với 1 triệu chính là 16 triệu. Số cần điền sẽ là 16 triệu ạ. Không làm khó cho chúng ta đúng không nào? Từ hecto mét vuông sang mét vuông thì sao ạ? Hecto mét vuông, đề ca mét vuông rồi mới đến mét vuông. Tức là nhân với 100, nhân với 100 là nhân với 10.000. 7 nhân với 10.000 sẽ bằng 70.000 ạ. Số cần điền là 70.000. Nào, tiếp tục nào. Từ đề ca mét vuông sang mét vuông. Quá là dễ rồi đúng không nào? Đề ca mét vuông rồi đến mét vuông. Vậy thì nhân với 100. 5 nhân 100 chính bằng 500. Số cần điền là 500 ạ. Và đây chính là kết quả của bài tập 1. Các con làm đúng hay sai? Rất là nhiều bạn đưa ra kết quả đúng đúng không nào? Bởi vì bài tập này quá quen thuộc với chúng ta rồi. Bây giờ vận dụng khó hơn một chút nữa nhé. Chúng ta chuyển sang bài tập 2 nào. Bài 2 của chúng ta như sau. Viết các số hoặc phân số tích hợp vào chỗ chấm. Ở đây cũng có 8 ý. Các con cùng quan sát thật kỹ lên màn hình ạ. Bây giờ cũng như thường lệ, hãy cùng dừng màn hình lại, làm bài toán này ra vở cho cô. Sau đó hãy cùng mở màn hình lên để xem được kết quả của chúng ta đưa ra đúng hay sai nhé. Trước tiên hãy cùng cô làm ý thứ nhất ạ. 2 đề ca ga, cô xin lỗi, 2 đề ca mét vuông, 5 mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông ạ? Chỗ này thì chúng ta không cần phải đổi nữa rồi đúng không nào? Chỉ cần đổi xem là 2 đề ca mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông ạ? Từ đề ca mét vuông sang mét vuông, nhớ cho cô nhá. Đơn vị đề ca mét vuông sau đó là sẽ đến đơn vị mét vuông luôn đúng không nào? Vì thế chúng ta có này, muốn đổi từ đơn vị đề ca mét vuông sang mét vuông, chúng ta nhân với 100 đúng không nào? 2 đề ca mét vuông chính bằng 200 mét vuông. 2 nhân với 100 bằng 200 mà. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ có 2 đề ca mét vuông, 5 mét vuông sẽ bằng 200 cộng với 5 và bằng 205 mét vuông được không nào? Số cần điền ở đây sẽ là 205 ạ. Tiếp tục nhá. 3 đề ca mét vuông, 12 mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông ạ? Tương tự thôi đúng không nào? 3 đề ca mét vuông sẽ bằng 3 nhân với 100 và bằng 300 mét vuông. 300 cộng với 12 sẽ bằng 312 ạ. Số cần điền ở đây sẽ là 312. Chúng ta chỉ cần nhớ chắc, nắm chắc mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thì sẽ làm bài này rất là thuận lợi đúng không nào? 1 mét vuông bằng bao nhiêu đề ca mét vuông ạ? Từ mét vuông sang đề ca mét vuông, đây là từ đơn vị bé sang đơn vị lớn rồi đúng không nào? Mà hai đơn vị đo diện tích này là hai đơn vị đo liền kề. Nhân với bao nhiêu ạ? Nhân với 1/100. 1 nhân với 1/100 chính bằng 1/100 đúng không nào? Vậy phân số cần điền ở đây chính là 1/100 ạ. Vậy biết 1 mét vuông bằng 1/100 đề ca mét vuông rồi. Vậy 4 mét vuông bằng bao nhiêu đề ca mét vuông? Lấy 4 nhân với 1/100 thì đúng không nào? Bằng 4/100. Mà 4/100 lại là một phân số chưa tối giản, có thể thu gọn cho cô ạ. Chính bằng bao nhiêu ạ? 1/25 đúng không nào? Quá là dễ rồi. Tiếp tục nhá, với các ý bên này ạ. 6 hecto mét vuông, 12 đề ca mét vuông bằng bao nhiêu đề ca mét vuông ạ? Chúng ta cần quan tâm đến cái này đúng không nào? Từ hecto mét vuông sang đề ca mét vuông, chúng ta nhân với 100. 6 nhân 100 chính bằng 600. Vậy là chúng ta sẽ có 6 hecto mét vuông chính bằng 600 đề ca mét vuông. Mà 600 cộng với 12 chính bằng 612 ạ. Số cần điền ở đây là 612. Tiếp tục này. 8 hecto mét vuông, 5 mét vuông bằng bao nhiêu đề ca mét vuông ạ? 8 hecto mét vuông ra đề ca mét vuông bằng bao nhiêu ạ? Từ hecto mét vuông sang đề ca mét vuông cũng là nhân với 100 đúng không nào? 8 x 100 chính bằng 800. Mà 5 mét vuông
sang đề cao mét vuông thì sao ạ? Đây lại là đơn vị bé hơn liền kề với đề cao mét vuông đúng không nào? Vậy thì chúng ta cần nhân với 1/100. 5 nhân với 1/100 chính bằng 5/100 ạ. Vậy là chúng ta có này, 800 cộng với 5/100. Đúng không nào? 800 cộng với 5/100. Mà 5/100 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? À, 5/100 chính bằng 1/20 đúng không nào? Chúng ta sẽ thực hiện cộng cho cô ạ. 800 cộng với 1/20 bằng bao nhiêu ạ? Để quy đồng lên thì chúng ta cần nhân cả tử số và mẫu số của phân số này. 800 thực chất nó chính là phân số 800/1 đúng không nào? Với 20, mà 800 nhân với 20 thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? 16.000 đúng không nào? 16.000 ạ. Phần 20 ạ. Đúng không ạ? 16.000 phần 20 cộng với 1/20 thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? 16.001 đúng không nào? Vậy là chúng ta sẽ được là 16.001 phần 20 ạ. Chỗ này các bạn hiểu chưa ạ? Đây là viết dưới dạng phân số nhá. Ngoài ra chúng ta có thể viết được số này dưới dạng số đo này dưới dạng số đo là đề cao mét vuông với dạng là số thập phân đúng không nào? Giả sử như ở đây chúng ta có 800 hecto mét vuông chính bằng 8 hecto mét vuông bằng 800 đề cao mét vuông này. 5 mét vuông chính bằng 5/100 đề cao mét vuông. Vậy thì từ đó chúng ta có thể viết dưới dạng phân số thập phân đó là 800 phẩy phải bao nhiêu ạ? 5/100 tức là 0,05 đúng không? 0,05 đúng không nào? Vậy là từ đó chúng ta sẽ có là 8,05 đề cao mét vuông. Tương tự như vậy, trả lời cho cô câu hỏi một đề cao mét vuông bằng bao nhiêu hecto mét vuông ạ? Từ đơn vị bé sang đơn vị lớn liền kề sẽ là nhân với 1/100. Vậy là chỗ nào chúng ta sẽ được là 1/100 đúng không nào? Vậy biết một đề cao mét vuông bằng 1/100 hecto mét vuông rồi. Hãy trả lời cho cô 8 đề cao mét vuông bằng bao nhiêu hecto mét vuông ạ? Nhân với bao nhiêu ạ? 1/100 đúng không nào? 9 nhân với 1/100 chính bằng 9/100 ạ. Và đây chính là đáp án của bài tập 2. Cô chúc mừng các bạn đã làm đúng nhé. Bây giờ hãy cùng cô tiếp tục chuyển sang bài tập thứ 3 nhé. Bài 3 của chúng ta như sau. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây cô chỉ có 4 ý thôi. Bây giờ các bạn hãy cùng suy nghĩ và trả lời nhanh cho cô nhé. Vậy ý đầu tiên thì sao ạ? 90.000 mét vuông bằng bao nhiêu hecta? Chúng ta có còn nhớ cô nhắc chúng mình đấy là điều đặc biệt giữa đơn vị hecto mét vuông không ạ? À, chúng ta có 1 hecto mét vuông chính bằng 1 hecta đúng không nào? Vậy thì từ mét vuông sang hecta chúng ta cần thực hiện phép tính gì ạ? Nhớ nhá, mét vuông này, đến đề cao mét vuông, rồi đến hecto mét vuông, mà hecto mét vuông chính là hecta đúng không nào? Vậy thì chúng ta muốn đổi từ mét vuông sang hecta cần nhân với 1/ bao nhiêu ạ? 10.000 ạ. Hay nói cách khác là chia cho 10.000 đúng không nào? 90.000 chia cho 10.000 chính bằng 9 ạ. Số cần điền ở đây sẽ là 9 ạ. Tương tự như vậy, 150.000 mét vuông bằng bao nhiêu hecta ạ? Thực hiện chia cho 10.000 thôi đúng không nào? Thì sẽ được kết quả là bao nhiêu ạ? 15 ạ. Ý này thì sao ạ? Từ hecta sang km vuông ạ. Hecta sang km vuông thì sẽ là bao nhiêu ạ? Thực hiện phép tính gì ạ? Nhân với 1/100 đúng không nào? Hay nói cách khác là chia cho 100 ạ. 1.100 chia cho 100 chính bằng 11. Số cần điền ở đây là 11 ạ. Tương tự nào, 28.000 chia cho 100 sẽ bằng 280 ạ. Nhớ cho cô, đấy là điều đặc biệt nhá. 1 hecto mét vuông chính là bằng 1 hecta. Nhớ cho cô điều đó. Vậy là dựa vào mối quan hệ giữa hecto mét vuông và hecta thì chúng ta đã làm được xong bài tập 3 rồi đúng không nào? Và bài tập 3 cũng chính là bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Thông qua bài học ngày hôm nay, cô trò mình đã được ôn tập lại bảng đơn vị đo diện tích và mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích rồi đúng không nào? Để nhớ kỹ hơn hay là thực hiện tốt hơn nữa thì các bạn nhớ làm thêm bài tập trong sách giáo khoa cũng như sách bài tập của chúng ta nhé. Bây giờ, cùng chào tạm biệt nhau nào!
Bye bye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.